Chào quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình Phật Pháp của Bồ Đề Phật Quốc TV. Sau đây, Quang Viên và Phật tử Quang Ngọc sẽ trình bày bản tin Một ngày tu học bát quan trai giới tại Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý khán thính giả, Đức Phật dạy rằng người phát tâm tu hạnh xuất gia trong một ngày một đêm có thể chuyển vô lượng tội, tăng trưởng vô lượng phước vào ngày 30 tháng 7 âm lịch vừa qua. Phật tử tinh tấn, một lòng muốn sống trong chánh pháp của Đức Như Lai, đã vân tập tại chánh điện của Bồ Đề Phật Quốc. Đúng 8 giờ 30 phút sáng, các giới tử cùng thành kính quỳ xuống tác bạch, cầu xin giới pháp. Thượng tọa giới sư Thích Huyền Châu hoan hỷ hứa khả và lần lượt hướng dẫn các giới tử sám hối, thọ tam quy, tam kiết và tám giới tướng. Sau lễ thọ giới là thời khóa công phu, thường thì đại chúng lễ lại hồng danh Quán Thế Âm, thiền tập, tụng kinh và niệm Phật. Nhờ có công phu mà các giới tử thúc liễm thân tâm từng giờ từng phút, giữ đúng giới luật đã thọ, cho đến sáng hôm sau, giới sẽ tự xả. Trong những ngày tu bát quan trai, các giới tử luôn được nghe giảng kinh để tăng trưởng trí huệ. Trong lần tu vừa rồi, Thượng tọa giới sư đã giảng bài kinh số 5 thuộc phẩm Mã Vương trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Chủ đề của bài kinh này là Từ Tâm là Pháp Tối Thượng. Theo kinh văn, một thời Thế Tôn ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Ngài nói với các tỳ kheo, hãy hành tâm từ, trải rộng tâm từ, nhờ vậy mà tâm sân hận và thù nghịch, tự chúng sẽ tiêu trừ. Nhân đó, Thế Tôn kể lại câu chuyện thở xưa, có một con quỷ thân tướng cực kỳ xấu xa hung bạo, đến ngồi trên tòa của Thích Đề Hoàng Nhân tại cõi trời Tam Thập Tam với mục đích gây tức giận cho chư thiên. Quả nhiên, khi chư thiên thấy thế, họ đều khởi tâm sân hận, thì dung mạo của quỷ trở nên xinh đẹp lạ thường. Thích Đề Hoàng Nhân hay tin thì nghĩ rằng đây chắc là con quỷ thần diệu. Vì thế, Đế Thích đến gặp quỷ và xưng danh của mình. Lạ thay, trước sự bình tĩnh, nhu hòa của Đế Thích, con quỷ trở lại hình dung xấu xí và tức khắc biến mất. Giới sư giảng, câu chuyện cho thấy, khi ta khởi tâm sân hận, lửa hận ấy chỉ thiêu đốt tàn phá thân tâm của chính ta. Ngược lại, nó có thể khiến kẻ xấu ác hả hê, vui sướng và hưởng được những điều tốt đẹp. Chỉ có từ tâm mới cảm hóa được kẻ ác tâm và khiến họ không thể gây tổn hại. Ai hành từ tâm không rời thì đức người ấy là vô lượng. Theo kinh văn, Thế Tôn đã kể thêm câu chuyện tiền thân của mình về hành từ tâm. Thuở trước, Bồ Tát hằng tu từ tâm suốt 7 năm, nhờ vậy mà trải qua 7 kiếp thành, kiếp hoại, không qua lại sinh tử. Khi kiếp sắp hoại thì Bồ Tát sanh lên trời Quan Âm, khi kiếp sắp thành thì sinh lên trời Vô Tưởng, hoặc làm Phạm Thiên, thống lãnh chư thiên và 10.000 thế giới, lại nhiều lần làm Đế Thích, vô số lần làm chuyển Luân Vương. Tất cả đều do đức sinh ra bởi hành từ tâm. Vì thế, Đức Phật dạy, ai hành từ tâm khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi trời, rời xa ba ác đạo, tránh khỏi tám nạn. Theo lời của giới sư, bị rơi vào ba ác đạo thì cuộc sống thật vô cùng thê thảm. Làm thân súc sanh thì đầu óc ngu si, ăn uống dơ bẩn. Làm thân ngạ quỷ thì nhìn thấy thế giới khô cằn, không có miếng ăn, nước uống. Chỉ biết trông chờ vào sự cúng thí của thân nhân. Đọa vào địa ngục thì đêm ngày chịu sự hành hạ, thống khổ đủ bề. Muốn ngừng nghỉ một giây phút cũng không được. Vậy mà thọ mạng của chúng sanh trong các đường ác lại vô cùng lâu dài, tiếp nối không dứt. Người học Phật Pháp có trí thì nên biết kinh sợ. Đức Thế Tôn còn dạy thêm cho chúng đệ tử, những ai hành từ tâm thì sẽ sinh vào nước trung chánh, có dung mạo xinh đẹp, các căn không khuyết,
hình thể toàn vẹn, lại có thể tự thân được thấy Như Lai, thừa sự chư Phật, không thích sống tại gia, muốn được xuất gia, khoác ba pháp y, tu hành phạm hạnh vô thượng. Người hành từ tâm cũng như kim cang, dù gặp hoàn cảnh ra sao vẫn giữ nguyên giá trị, không bị biến hoại hay bị phá hủy. Hành từ tâm sẽ giúp hành giả tiến tu đạo nghiệp cho đến biết như thật rằng sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sinh ở đời sau. Giới sư lưu ý rằng khi tu tập tâm từ thì phải luôn gia hành cho kiên cố, nếu không từ tâm sẽ nhanh chóng biến mất và bị thay thế bằng phẫn hận, phiền não. Do đó phải từng bước thực tập lòng nhân căn bản, nghĩa là phải thọ năm giới, dùng giới để dừng các nghiệp xấu, nâng cao phẩm hạnh. Tiếp đến hãy thọ tám giới bát quan trai, vì đây là cận trụ giới, giúp người tại gia thực hành sống hạnh xuất gia. Một người ra khỏi căn nhà lửa tam thế trầm luân thì nhất định phải xuất gia. Thế nhưng, người tại gia luôn bị ràng buộc bởi duyên trần, chưa thể xuất gia suốt đời được, nên Phật chế ra tám giới để giúp người tại gia có thể xuất gia trong một ngày đêm, mà hình tướng vẫn không thay đổi, không làm chướng ngại cho các sinh hoạt hàng ngày. Thọ trì giới song song với công phu như tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền mà hành giả đạt được ly dục, ly ác bất thiện pháp, đạt tỉnh lự, chứng nhị thiền, tâm tự sinh hỷ lạc. Người nhận thức rõ về giá trị màu nhiệm của hành từ tâm là người đã chứng tam thiền. Sau khi nghe lời dạy của Đức Phật, tôn giả A Nan đã bạch hỏi: nếu Như Lai không xuất thế thì người không thích sống tại gia, người tự mình tu phạm hạnh, hành theo ba thừa sẽ phải quy hướng về đâu? Phật dạy rằng những người ấy sẽ tìm nơi nhàn tĩnh, tự khắc kỹ tu tập mà diệt tận các lậu, thành vô lậu hành. Phật lại nói thêm: vào thời mà thọ mạng và dung mạo chúng sanh giảm thiểu, tâm lại có nhiều sân nộ, tật đố, gian ngụy, huyễn hoặc, sở hành không chân chánh, thì những chúng sanh có các căn nhanh nhẹn hơn sẽ tranh giành, đấu tranh lẫn nhau, dùng gạch đá, dao gậy mà tàn hại nhau, đến cọng cỏ cũng trở thành vũ khí lấy mạng kẻ khác. Trong các chúng sanh đó, những ai hành từ tâm sẽ tránh xa chốn hung ác này, tìm nơi núi non tu phạm hạnh vô thượng, tâm sẽ được giải thoát các lậu và họ tự biết đã chiến thắng kẻ thù, tức là thắng ác tâm, sân giận của chính bản thân mình. Như Lai cho biết, đó là những người tối thắng, họ là các bậc Bích Chi Phật, do hành các gốc rễ thiện, tu thanh tịnh bốn đế, phân biệt các pháp, bước đi nhân ái, hành từ tâm, đức ấy rộng lớn. Vì thế, hành pháp thiện tức là hành từ tâm. Đức Thế Tôn khuyến tấn tất cả các đệ tử theo gương của Ngài, mặc khôi giáp nhân từ mà hàng phục ma quân. Từ tâm là pháp tối đệ nhất, là pháp tối thắng. Công đức người ấy là không thể ước tính, suy lường, có thể giúp thành đạo vô thượng. Đức Thế Tôn với lòng đại bi, hết lòng thương tưởng chúng sanh như con đỏ, luôn mong muốn chúng sanh ra khỏi cảnh khổ tìm nơi an vui, nên Ngài đã đem kinh nghiệm hành từ tâm để chứng thành Phật quả của mình mà giáo huấn cho hàng đệ tử. Giới sư giảng thêm rằng, tu bát quan trai giới là giúp cho bản thân nương tựa vào một môi trường tốt để gìn giữ lòng từ trọn vẹn. Cũng theo lời Đức Phật, môi trường tại gia chỉ có sự lẫn quẩn trong luyến ái, sinh tâm ích kỷ hẹp hòi, không thể phát sinh được từ tâm vô lượng. Người hành từ tâm phải biết tìm môi trường có phương tiện tác chứng lòng từ, nhất định phải tránh xa những kẻ lợi dụng, biến chốn thiền môn thành nơi tìm kiếm phương tiện sinh tồn như buôn bán, thị phi chính trị để tranh đoạt lợi dưỡng, trừ diệt lẫn nhau. Thêm vào đó, người hành từ tâm còn phải biết nhìn vào điều tốt về sự hữu dụng của từng sinh vật, từng sự việc để phát khởi lòng tri ân, báo ân, biết thương xót những kẻ làm việc sai trái. Với tuệ giác vô biên của Phật, Ngài chế ra bát quan trai giới là giúp người hành trì giữ gìn được thân, khẩu, ý để chứng đắc được quả giải thoát vô thượng.
Kính thưa quý vị, hành từ tâm còn có nghĩa là phải thường xuyên chiến đấu với tâm dục vọng để giữ gìn giới luật, là để bảo vệ tâm mình xa lánh ngũ dục lạc thế gian. Sự chiến đấu này vô cùng khổ sở, gian nan, vất vả. Vì thế, nếu chúng ta còn luận bàn chuyện tạp sự thế gian, sẽ khiến trong tâm khởi lên những loạn tưởng, làm cho không còn vững chí, mất hết lập trường tu hành. Bởi chúng sanh chưa rõ được luật nhân quả, nên không biết rằng được thân người là khó vô cùng vô tận. Nếu không đủ duyên, chúng ta khó có thể được làm người. Nếu chúng ta để mất thân này một cách vô ích, thì chắc chắn chúng ta khó mà có thân người được nữa, nói gì đến việc tu tập cho đến khi đạt đến giải thoát. Vì thế, Phật đốc thúc đệ tử ngày đêm tinh tấn, sống trong chánh niệm, luôn hành pháp từ tâm tối thắng, ngõ hầu chống ra khỏi luân hồi sanh tử. Thường tòa giới sư thường tán thán các giới tử trong chúng bát quan trai đã may mắn được thân người, lại thêm có chánh kiến nên mới đến đạo tràng để tinh tấn thọ trì tám giới, thực hành bốn đại tông chỉ tại Bồ Đề Phật Quốc. Các giới tử đã khôn ngoan, biết dùng thân giả tạm này như chiếc chìa khóa vàng để mở cửa giải thoát, biết dùng thân này như một phương tiện tối độc tôn để đưa mình từ phàm phu trở thành thánh nhân. Do có thiện lợi như thế, kính mong quý vị sắp xếp thời gian cùng tham gia tu học bát quan trai giới vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ ba ngày 14 tháng 9 năm 2021, tức là mùng 8 tháng 8 âm lịch. Muốn biết thêm chi tiết về các ngày tu học tại Bồ Đề Phật Quốc, kính mời quý vị đến 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Luôn có chư tăng sẵn sàng chỉ dẫn và trả lời các câu hỏi của quý vị. Trân trọng kính chào quý khán thính giả, kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.